Alo. Vâng vâng, tôi là học phụ huynh của cháu đấy ạ. Vâng vâng. Có chuyện gì với cô? Vâng vâng. Vâng vâng, tôi sẽ bảo cháu. Vâng. Phát. Mày ra đấy. Mà Phát đâu rồi? Mày học hành kiểu gì mà cô giáo vừa gọi ra đấy? À là mày mày tuần vừa trước mày kiểm tra mày toàn lộn dưới trắng thì sao hả? Hả? À, bây giờ mày muốn bố mày sống sao? Thằng nghịch tử này, tút xác này. Bố cứ bình tĩnh, con làm gì làm láo nháo với bố đâu. Láo nháo trắng. Đồ nhưng mà khổ thế, bố cứ bình tĩnh. Sợ con đánh lóc thằng không trong liên minh huyền thoại lẽ. Cứ dám kéo con đến phá ấp của con, bố láo thật. Ba ngày cái trò chơi như minh huyền thoại, học hành thì không chịu học, bây giờ lại cặp đất mẹ ăn hả? Ui giời, bố có thể nói thế nhở? Cả cái thành phố Cẩm Phả này ai chẳng biết nhà mình có tiệm vàng Phát Lộc đứng tên bố con mình to nhất cái thành phố này. Con cần đi học hành đâu, sau này ngồi tính tiền bán vàng là được rồi. Không được đâu. Thế mày nghĩ bán vàng mà không phải học là hả? Vâng. Hả? Vâng. Mày được. Nếu mày đã nói như vậy nhá, thì mày trả lời cho bố xem. Bây giờ muốn thử độ bền của bạn người ta làm như thế nào? Ui giời ơi, bố cứ, bố mày cũng chưa có làm nữa hả? Sao mày nói đi, mày nói đi. Vàng thì thử lửa thử hang. Chim kêu thử bố. Người ta thử tiền. Ừ. Được. Con trai của bố khác nhưng mà bố sai sai con ạ. Sai sai. Ngày xưa bố cũng có giáo dục khác không? Các bạn ơi, các bạn hãy giúp mình chỉ ra lỗi sai của tôi được không? Tôi nghĩ nếu con trai nghịch tử đang lè hết cái vàng của con gái đi thì chết. Mọi người hãy giúp người bố này, các thí sinh hãy trả lời xem câu trả lời chính xác của câu ca dao này là gì? Vàng thì thử lửa thử than, chim kêu thử chấm ba chấm, người ngoan thử chấm ba chấm. 15 giây suy nghĩ bắt đầu.